Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với một trò chơi rất thú vị. Đây là chiếc cần câu của tớ. Và dưới này là rất nhiều ô tô, tàu hỏa và máy bay. Chúng ta sẽ câu những ô tô, tàu hỏa, máy bay này lên nhá. Chà chà, câu giống như câu cá đấy. Đó. Chà, một chú. Chà chà. Hai chú. Thật là tuyệt vời. Ôi, thật là tuyệt vời. Chúng ta đã câu được một chú mèo Doraemon. Thật là tuyệt vời. Chà chà, cái gì đây? Chà chà, thật là tuyệt vời. Một chú máy bay trực thăng màu hồng nha. Tuyệt vời. Ôi chà chà. Chà chà. Chúng ta câu được cái gì đây? Một chiếc xe máy. Motorbike. Ui chà chà chà. Lại câu được một toa tàu rồi. Một toa tàu màu hồng với bánh màu vàng. Thật là tuyệt vời. Chà, tuyệt vời chưa? Chúng ta câu được một chiếc xe cảnh sát màu xanh. Đây nữa. Một chiếc xe tải. Thật tuyệt vời.